Quý vị và các bạn khán giả truyền hình thân mến, trong những ngày vừa rồi thì các diễn đàn công nghệ đang xôn xao về thông tin đài truyền hình kỹ thuật số VTC thử nghiệm phát sóng truyền hình 4K. Với rất nhiều câu hỏi đã gửi về, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn và giải đáp những câu hỏi mà nhiều khán giả thắc mắc nhất, và đồng thời hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể trải nghiệm những chương trình truyền hình với độ nét cao Ultra HD 4K của VTC. Hiểu một cách đơn giản thì 4K là một công nghệ cho độ nét gấp 4 lần chuẩn Full HD, cho hình ảnh sắc nét hơn, sống động hơn, ngay cả khi các bạn trình chiếu trên những màn hình lớn. Về câu hỏi này thì câu trả lời là không. Hiện tại thì đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang phát sóng thử nghiệm những chương trình có tiêu chuẩn độ nét cao Ultra HD 4K ở trên kênh truyền hình độ nét cao VTC HD1. Về câu hỏi này thì câu trả lời là không. Hiện tại thì các chương trình có độ nét cao 4K đang được VTC phát sóng hoàn toàn miễn phí. Để xem được những chương trình 4K của VTC thì rất đơn giản. Quý vị và các bạn chỉ cần một chiếc TV có hỗ trợ công nghệ 4K cùng một chiếc anten như thế này. Hoặc là một chiếc anten như thế này. Tiếp theo là thực hiện việc dò quét tín hiệu sẽ được chúng tôi hướng dẫn cụ thể sau đây ít phút. Có một lưu ý mà quý vị và các bạn cần nắm được, đó là đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang phát sóng những chương trình 4K ở trên hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2. Vì vậy, quý vị và các bạn không cần đến chảo, không cần đến cáp, mà chỉ cần một trong hai loại anten mà chúng tôi vừa giới thiệu ở trên. Như đã nói ở phần trên thì để xem được những chương trình 4K của VTC thì TV của quý vị và các bạn cần phải được hỗ trợ 4K. Hiện tại thì những TV hỗ trợ 4K của Samsung, Sony hay là Sharp thì đã có thể theo dõi tốt những chương trình 4K của VTC. Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều khán giả, hiện LG đang tiến hành cập nhật phần mềm, và theo hãng này thì dự kiến khoảng 1-2 ngày tới thì những khán giả sở hữu TV hỗ trợ 4K của LG đã có thể xem được những chương trình thử nghiệm 4K của VTC. Trong khi đó thì đối với hãng Panasonic thì theo đại diện kỹ thuật của hãng này thì việc cập nhật sẽ được hãng tiến hành trong vòng 1-2 tuần nữa. Hiện tại những khán giả ở thủ đô Hà Nội và những khán giả thuộc các tỉnh thành Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Dương thì có thể theo dõi những chương trình thử nghiệm 4K của VTC ở trên kênh 31 và tần số là 554 MHz. Trong khi đó, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ thì sẽ là kênh 39 và tần số là 618 MHz. Về câu hỏi này thì theo chia sẻ của đa số những khán giả trên các diễn đàn công nghệ thì đây là lần đầu tiên mà họ được trải nghiệm một chương trình theo tiêu chuẩn độ nét cao Ultra HD 4K của một đài truyền hình trong nước.